xuống. Lại sự hạn chế về chủng loài, phải nghĩ cách giúp nó. Tổ tiên khủng long bào chúa giỏi bơi, nếu để nó rời khỏi đây thì sẽ là tai họa ngập đầu với sinh thái hiện tại. Dùng thuốc nổ, mau lên, chuyển thuốc nổ lên xe. Lôi, mau qua đây giúp một tay. Tìm thấy điều khiển rồi, mẹ vừa nhảy thì con dẫn nổ ngay. Được, mấy người có làm được không đó? Vậy còn cách nào khác không? Mẹ biết, con có thể chăm sóc bản thân chu đáo. Mẹ, 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 mẹ đừng đi, bỏ cháu ra. Mẹ, phần chân là bộ phận yếu nhất của tổ tiên khủng long bạo chúa, chỉ cần nó mất thăng bằng thì rắn vua bàn cổ sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng. Tranh thủ lúc này, mau bấm đi. Sao thế? Không phải cái này. Sao lại nhiều thế này? Tiểu Khải, mẹ, Lôi, cẩn thận Lôi. Mẹ ơi, mẹ không sợ sao? Mẹ sợ, nhưng mẹ càng sợ mất con hơn. Con không muốn là một gánh nặng.